Xin kính chào quý vị nhà đầu tư, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Film Việt Nam. Thì hôm nay tiếp tục cái chuỗi phân tích báo cáo tài chính và định giá 69 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Thì ở phần 3 này, tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn liên quan đến định giá cổ phiếu ABI, cổ phiếu Triple Pay theo tiêu chí riêng của AZ Film Việt Nam. Như ở clip đầu thì tôi đã định giá cái cổ phiếu PPC, một cổ phiếu mang lại cái nguồn cổ tức rất đặc biệt cho các cái cổ đông nắm giữ nó trong 10 năm qua với lợi suất lên đến khoảng gần 700%. Và ở clip thứ hai tôi đã trình bày định giá với quý vị và các bạn cổ phiếu FPT, một trong những cái cổ phiếu blue chip được quan tâm và được đánh giá là phù hợp với xu hướng nhất trong tương lai ở Việt Nam hiện nay. Và cái clip đó chúng tôi đều để link ở phía dưới của cái clip này. Quý vị và các bạn muốn theo dõi có thể kéo xuống và kích vào link. Và sau đây thì tôi xin trình bày vào trực tiếp cổ phiếu ABI, định giá cổ phiếu Triple Pay này. Về nội dung thì gồm có 5 phần như sau. Trước tiên là triết lý đầu tư của chúng tôi đối với cổ phiếu ABI là như thế nào. Thứ hai đó là tổng quan về cái ABI, công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thứ ba là phân tích đánh giá cổ phiếu ABI. Và cuối cùng thứ tư là định giá cổ phiếu ABI. Và thứ năm là khuyến nghị đối với cái cổ phiếu ABI này như thế nào. Thì trước tiên về triết lý đầu tư thì chúng tôi đặc biệt yêu thích những cái cổ phiếu Triple Pay. Và Triple Pay ở đây là gì? Đó là thứ nhất, cổ phiếu có tăng trưởng. Thứ hai là cổ phiếu được định giá rẻ. Và thứ ba là cổ phiếu có cổ tức bằng tiền mặt tương đối cao. Và ABI thỏa mãn cả ba cái tiêu chí này. Do đó chúng tôi đánh giá đây là một cổ phiếu cũng hiếm hoi ở trên cả ba sàn, có thể mang lại lợi nhuận khá bền vững trong tương lai cho quý vị và các bạn. Thứ nhất, chúng tôi tập vào chung vào những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh. Để tăng trưởng được, để duy trì lâu dài thì phải có lợi thế cạnh tranh mạnh. Thứ hai là định giá cổ phiếu rẻ. Thì khi cổ phiếu chỉ cần được định giá lại ở mức hợp lý thôi thì chúng ta cũng có được một cái khoản lợi nhuận rất cao. Thứ ba, nếu có cổ tức cao thì quá là tuyệt vời rồi. Thì chúng ta có thể tái đầu tư cổ tức này hoặc sử dụng cổ tức này vào trong cái việc tiêu dùng hay là việc bổ sung cho các cái khoản đầu tư khác. Thứ tư ở đây là tăng trưởng tốt. Và thứ năm, đó là quản trị công ty phải tốt. Thì để một cổ phiếu để đạt được cái Triple Pay, để xứng đáng đầu tư tốt thì cần phải đáp ứng cả 5 cái tiêu chí trên thì chúng tôi mới đưa vào cái công tác đầu tư của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tổng quan cái doanh nghiệp này, đó là công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp, mã chứng khoán niêm yết là ABI. Thì doanh nghiệp này là công ty con của Agribank, tức là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên về bảo hiểm phi nhân thọ và được đi vào hoạt động từ năm 2008. Tức là so với các cái công ty bảo hiểm trên thị trường như PTI, như Bảo Minh, như Bảo Việt, PVI và rất nhiều các công ty khác thì đây là một công ty rất non trẻ, mới có tuổi đời hơn 10 năm. Và một số thông số về cái cổ phiếu này như sau. Giá đóng cửa ngày 1 tháng 7 năm 2020 là 28.100 đồng. Đó. Khối lượng cổ phiếu niêm yết là 38 triệu cổ phiếu. Và đây là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có cái tỷ lệ chi cả cổ tức tương đối cao và duy trì rất bền vững trong nhiều năm. Chúng ta có thể thấy là từ năm 2016 là cổ tức là 1.200 đồng trên một cổ phiếu. Thì đến năm 2019, kết quả kinh doanh của ABI đạt 242 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng hơn 30%. Thế do đó công ty cũng đã quyết định trả 2.000 đồng cổ tức tiền mặt và họ mới trả 1.200 và sắp tới trả thêm 800 đồng. Đó, chỉ trên đây là một số thông tin về bảo hiểm nông nghiệp. Đến phần tiếp theo tôi sẽ trình bày về việc phân tích và đánh giá cổ phiếu ABI này. Thì chúng tôi cho rằng ABI là một doanh nghiệp bảo hiểm có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Và nguyên nhân đến từ chủ yếu là Agribank, tức là ngân hàng mẹ. Đầu tiên, đó là
Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank là một ngân hàng rộng nhất Việt Nam với 2.233 phòng giao dịch và chi nhánh trên toàn quốc. Số lượng chi nhánh của Agribank thậm chí còn đến từng cấp xã, thậm chí ở các cái huyện đảo còn có cái chi nhánh của ngân hàng này. Đó. Và nó là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về quy mô chi nhánh. Và nó hơn gấp đôi so với những ngân hàng khác như Liên Việt Postbank, Vietinbank hay BIDV. Thì ABI là một công ty con của Agribank. Do đó, ABI có thể tận dụng toàn bộ cái kênh hơn 2.000 điểm giao dịch và chi nhánh của Agribank để bán chéo các cái sản phẩm. Hơn nữa, do là con của Agribank, thế do đó là các cái sản phẩm của ABI được bán rất là quyết liệt và được giao KPI rõ ràng cho các nhân viên ngân hàng, chứ không phải như một số công ty khác khi hợp tác với các ngân hàng thì họ coi đó là một cái sản phẩm ở bên ngoài, hợp tác được đến đâu thì hay đến đó, chứ nó không phải là bán sản phẩm của chính ngân hàng. Thứ hai là như tôi đã trình bày, hệ thống mạng lưới chi nhánh của Agribank rộng nhất và đến tận cấp xã, và ngân hàng cho vay chủ yếu là cho vay đối tượng nông nghiệp, nông dân rất lớn, thì giúp ABI tiếp cận được với cái tập khách hàng này rất mạnh. Và thực tế cho thấy ABI tập trung chủ yếu vào đối tượng nông dân và khách hàng vay cho nông nghiệp là chủ yếu, và nó làm vua ở cái lĩnh vực này. Thứ ba là cái chi phí vận hành, vì tận dụng được các cái chi nhánh, các cái phòng giao dịch của Agribank, do đó cái chi phí vận hành của ABI thấp nhất trong các cái công ty bảo hiểm hiện nay ở trên thị trường. Cũng giống như Viettel Post chẳng hạn, thì khi họ tận dụng được toàn bộ các cái hệ thống mạng lưới của Viettel trên toàn quốc, thế là họ cứ thế họ hoạt động, lợi nhuận rất cao, chi phí cực thấp, do họ không phải xây dựng các cái mạng lưới chi nhánh dày đặc và tốn rất nhiều chi phí từ việc thuê văn phòng, nhân viên rồi đầu tư cố định rất nhiều. Mà ABI đơn giản, họ tận dụng trên những cái phòng giao dịch chi nhánh sẵn có của Agribank, do đó cái chi phí vận hành này rất thấp. Và đây chính là một trong những nguyên nhân giúp cho ABI có được cái lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm rất cao, trong khi các doanh nghiệp khác thậm chí còn lỗ cơ. Và thứ tư, sản phẩm này của ABI, tức là cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chủ yếu hướng đến đối tượng vay nông nghiệp, thì thường được bán kèm với các khoản cho vay lên cái tỷ lệ bán được rất cao. Năm 2019, tỷ lệ bảo hiểm bán được cho 19% tổng các cái khoản vay của Agribank. Và nếu trong cái đối tượng chủ yếu là đối tượng tính trong đối tượng nông nghiệp, đối tượng vay nông nghiệp, thì bảo hiểm ABI đã bán được cho tới gần 40% cái tập khách hàng đến vay ở ngân hàng này. Thì với khách cái độ tuổi trẻ thì ngân hàng sẽ bán với cái tỷ lệ là 0,65% khoản vay, còn đối với khách hàng lớn tuổi hơn nó sẽ là 0,9% khoản vay. Thì bạn cứ tưởng tượng bạn đi vay khoảng 100 triệu, nếu tuổi bạn còn trẻ từ 20 đến 40 chẳng hạn, thì khi đó bạn sẽ mua bảo hiểm này với cái mức gọi là 650.000 đồng. Thì đây là một sản phẩm bán kèm vô cùng hữu hiệu, và nhiều người còn bảo là thậm chí đây là một cái điều khoản bắt buộc để bạn có thể vay được những cái đồng vốn từ cái ngân hàng này. Thế do đó, từ những cái yếu tố trên thì cho thấy ABI là một ngân hàng gần như độc nhất, có được những cái vị thế mạnh như này. Ví dụ như là bảo hiểm BIC chẳng hạn của ngân hàng BIDV, tuy họ cũng tận dụng được cái hệ thống chi nhánh rộng hơn 1.000 mạng lưới chi nhánh này, tuy nhiên so với Agribank thì không là gì cả. Hơn nữa, cái đối tượng của ABI lại tập trung chủ yếu vào những đối tượng vay nông nghiệp, thì Agribank là một công ty có lợi thế gần như tuyệt đối ở cái điểm này. Tiếp theo, như chúng tôi cũng vừa đánh giá ở trên, thì ABI là một doanh nghiệp độc chiếm cái bảo hiểm sức khỏe đối với đối tượng nông nghiệp. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái bảo hiểm sức khỏe đóng góp tới 73,84% doanh thu cho cái công ty bảo hiểm ABI này, thì nó cho thấy đây là một thế mạnh rất đặc biệt và công ty chỉ tập trung vào cái mảng này là chính. Bên cạnh đó thì có cái bảo hiểm xe cơ giới của ABI cũng có đạt mức đóng góp 15% tổng doanh thu, và vừa rồi chính phủ vừa ra cái quy chế liên quan đến cái vấn đề là siết chặt bảo hiểm xe máy ô tô, thì ABI về cơ bản cũng được hưởng lợi
trong nửa đầu năm 2020 này. Và sở dĩ chúng tôi cho rằng ABI độc chiếm được cái đối tượng này thì do một, ABI tập trung vào bảo hiểm sức khỏe cho đối tượng nông dân và nông nghiệp. Thứ hai là thị phần cho vay nông nghiệp của ngân hàng Agribank này bằng tổng 12 ngân hàng xếp sau đó cộng lại. Do đó chỉ có ABI mới có thể khai thác được cái phân khúc, cái thị trường ngách này tuy không lớn, khách tuy nhỏ lẻ, đóng tương đối nhỏ, nhưng nó là một cái tập khách hàng vô cùng rộng lớn với 17 triệu hộ nông dân ở nông thôn. Thì ABI chỉ cần chiếm được một phần trong đó thôi thì cũng đủ mang lại được cái kết quả kinh doanh vô cùng tích cực rồi. Tiếp theo thì đây là một doanh nghiệp có lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm cao nhất trong tất cả các cái công ty bảo hiểm. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, cái tổng lợi nhuận trước thuế của ABI rất cao, rất cao. Nó lớn hơn rất nhiều so với doanh thu tài chính, hay nói cách khác là lợi nhuận đến từ hoạt động tài chính. Thông thường quý vị và các bạn xem báo cáo tài chính của công ty bảo hiểm có thể thấy rằng lợi nhuận của công ty bảo hiểm đến chủ yếu từ doanh thu từ hoạt động tài chính mà thôi. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đối với ABI thì cái doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ chiếm khoảng độ chưa đến khoảng 40% tổng lợi nhuận đóng góp cho cái công ty bảo hiểm này mà thôi. Trong khi các cái đối tượng khác thì nó có khi chiếm 80%, 90%, thậm chí 100%. Bởi vì tỷ lệ bồi thường của các công ty khác rất cao, trong khi tỷ lệ bồi thường của ABI là rất thấp. Ở đây chúng ta thấy cái biểu đồ này minh họa đấy ạ. Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm sức khỏe trung bình toàn thị trường là 30.72%, nhưng mà của AB có 19.59% rồi. Đó, bởi vậy AB đã được khoảng 10% doanh thu quy về lợi nhuận gộp rồi. Thì như vậy có thể thấy rằng công ty này có một cái lợi thế cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ là một năm mà nó duy trì trong rất nhiều năm qua. Rất nhiều năm qua. Và cái xu hướng này tiếp tục được nới rộng bởi vì do đặc thù của ABI này tập trung vào một đối tượng cốt lõi và họ quản trị cái vấn đề đó rất tốt. Hơn nữa, cái sản phẩm này được bán kèm với tín dụng. Thế thành ra, về cơ bản, nó sẽ được định giá cho riêng ABI. Bởi vậy, cho nên cái tỷ lệ bồi thường mới thấp như thế này. Đây là một lợi thế vô cùng lớn. Vô cùng lớn. So với những ông tương đương tỷ lệ bồi thường khoảng 35%, thì rõ ràng đây là một mỏ vàng cực kỳ lớn đối với ABI. Tiếp theo, về kết quả kinh doanh của ABI thì tăng trưởng rất cao và mạnh mẽ theo thời gian. Chúng ta có thể thấy năm 2019 đạt 242 tỷ lợi nhuận sau thuế. Năm 2018 đạt 171, 2017 có 128 thôi, 2016 111. Như vậy chỉ trong chưa đến 3 năm, lợi nhuận của ABI tăng hơn 2 lần, tăng hơn 100%. Tức là cái mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình của ABI là hơn 30% một năm. Hơn 30% một năm. Đó, rất tốt. Về hiệu quả kinh doanh của ABI là cao nhất trong ngành bảo hiểm ở Việt Nam. Tôi xin thông báo là cao nhất, chứ không phải là chỉ cao hơn so với một vài doanh nghiệp niêm yết đâu, mà là cao nhất trong ngành. Thì có thể thấy rằng cái ROA của ABI tăng trưởng rất tốt. 2015 đạt có 6,7%, thì đến năm quý 1 2020 đạt tới 10.35%. Thì đây là một mức cao nhất trong các công ty bảo hiểm. Và cái điều chúng ta cần chú ý nhất ở đây đó chính là ROE, tức là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ABI cũng liên tục tăng trưởng một cách rất bền vững từ những hoạt động chính chứ không phải đột biến. Thì đến 2019-2020 thì cái ROE đã lên đến 30%, 30%. Tức là quý vị hãy thử tưởng tượng quý vị đầu tư 1.000 tỷ một năm lợi nhuận được 300 tỷ. Rất kinh khủng. Cao gấp khoảng 4 đến 5 lần lãi gửi ngân hàng, 5 lần lãi gửi ngân hàng. Thì đây là một mức được đánh giá là ngoại hạng, và không chỉ trong ngành bảo hiểm mà trên các cái cổ phiếu tốt nhất Việt Nam thì cũng không có đến 5% doanh nghiệp đạt được cái mức ROE cao như thế này đâu ạ. Và để biết nó cao như nào thì chúng ta phải so với các doanh nghiệp trong ngành. Thì chúng ta có thể thấy biên lợi nhuận dòng của ABI đây cao gấp đôi so với đối phương. ROA cao gấp đôi so với đối phương. ROE cao gấp hơn 3 lần so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Trung bình các doanh nghiệp bảo hiểm khác đã ROE chưa đến 10% độ. Quý vị có thể vào xem Bảo Việt, PTI, Bảo Minh, PVI,
Đó, rồi là BLI, rồi BIC, rất nhiều các doanh nghiệp khác, thì quý vị có thể thấy được điều đó. Đó, thì có thể thấy đây là một sự khác biệt hoàn toàn của ABI so với phần còn lại trong cái lĩnh vực bảo hiểm. Tiếp theo, ABI là một doanh nghiệp trả cổ tức rất cao so với mức giá của nó, so với sự tăng trưởng của nó. Thì năm 2019 lên đến 20%, tức là 2.000 đồng tiền mặt so với giá khoảng 28.000, thì nó tương đương với khoảng 7%, tức là cao hơn so với tiền gửi ngân hàng khoảng 1%. Trong khi ABI còn sự tăng trưởng rất mạnh mẽ, vẫn giữ lại phần lớn lợi nhuận của mình để tái đầu tư, mở rộng và tăng trưởng. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, cổ tức của ABI từ 2015 đến 2019 đấy ạ. Từ 2015 đến 2018 thì trung bình 1.200 đồng một năm. Riêng 2019 tăng lên 20%, tức là 2.000 đồng. Và 2020 thì kế hoạch của công ty là 1.400. Nhưng mà thường kế hoạch của các doanh nghiệp này, các doanh nghiệp nhà nước thường thấp. Bởi vì họ không dại gì mà đặt kế hoạch cao, nếu không đạt thì sẽ bị kỷ luật rồi bị rất nhiều thứ không hay. Còn nếu họ đặt một cách thận trọng mà vượt thì họ sẽ được thưởng và sẽ rất là tốt. Không ai bắt họ phải đặt cao cả. Nhưng mà chúng tôi đánh giá rằng ABI hoàn toàn có thể trả được 20%, từ 2.000 đồng một cổ phiếu. Và dư địa để trả cổ tức của ABB tăng trưởng còn rất cao. Bởi vì sao? Quý vị có thể thấy nếu 2015 lợi nhuận sau thuế 82 tỷ, trừ đi phúc lợi khen thưởng khoảng độ 20 tỷ đi, thì vẫn còn 60 tỷ có thể chia, nhưng ABB mới trả có 45,6 tỷ. Năm 2016 cũng thế, tỷ lệ trả cổ tức trên lợi nhuận chỉ bằng một nửa. Năm 2017 chỉ bằng 1/3, 2018 thì chỉ bằng 1/4, và 2019 thì trả cổ tức cũng chưa bằng đến 1/3 so với cái lợi nhuận sau thuế. Do đó, khi mà ABI có thể chậm tăng trưởng hơn thì nó sẽ có thể trả cổ tức cao một cách khủng khiếp. Thì với EPS khoảng hơn 6.000 trừ đi phúc lợi khen thưởng thì ABI hoàn toàn có thể trả được 5.000 nếu công ty đó muốn. Đó, nếu công ty đó muốn. Còn tất nhiên các doanh nghiệp bảo hiểm thì họ không vay nợ được. Về cơ bản họ không được vay nợ trong các hoạt động bình thường. Có một số công ty vẫn có một chút vay nợ, tức là nó liên quan đến các cái lĩnh vực khác. Nhưng về cơ bản là các công ty bảo hiểm không vay nợ một xu nào. Thế do đó lợi nhuận họ làm ra, họ vác tiền đi gửi ngân hàng rất nhiều. Và họ hoàn toàn có thể vác đi trả cổ tức nếu cái nhu cầu tăng trưởng không cao. Nhưng do ABI phải giữ lại lợi nhuận, vì sao? Để đáp ứng được cái yêu cầu vốn của các cái cơ quan nhà nước rất chặt chẽ, để có thể duy trì một cái lượng tiền mà sẵn sàng bồi thường cho toàn bộ khách hàng nếu có những cái rủi ro xảy ra. Thế do đó công ty phải bớt lại lợi nhuận để phục vụ cho cái sự tăng trưởng và bồi thường đó. Thì chúng tôi cho rằng với cái kế hoạch 2020 của công ty là lợi nhuận sau thuế tăng một chút so với 2019 là rất thận trọng. Bởi vì hai quý đầu năm rồi, hôm rồi đại hội đồng cổ đông thông báo thì ABI có cái sự tăng trưởng lợi nhuận rất cao, lên đến khoảng quý 1 là 30% và quý 2 cũng sấp xỉ so với mức đó. Thế do đó là chúng tôi cho rằng cả năm 2020 ABI hoàn toàn có thể tăng trưởng được khoảng độ 20 đến 25 thậm chí 30%, và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ là một mức hết sức bình thường, không có gì là khó khăn đối với công ty này cả. Hơn nữa chúng tôi cũng cho rằng cổ tức 2020 hoàn toàn có thể duy trì ở mức 2.000 đồng, tức là mức 7%, cao hơn so với tiền gửi ngân hàng 1%, so với giá hiện nay là 28.000 đồng. Tiếp theo, đến lượt phần quý vị và các bạn rất quan tâm, đó là định giá cổ phiếu ABI. Thì ABI này, thông thường đối với một doanh nghiệp tài chính, cụ thể đây là một công ty bảo hiểm, thì thường người ta hay định giá theo phương pháp PB ratio, tức là định giá theo giá trị sổ sách, hay nói cách khác định giá theo vốn chủ sở hữu của công ty. Tuy nhiên, đối với ABI, sau khi quá trình chúng tôi phân tích đánh giá, chúng tôi nhận thấy rằng công ty này có những đặc điểm có thể áp dụng được 3 phương pháp định giá chứ không nhất thiết là PB. Thứ nhất là ABI có cái hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, dựa vào cái ngân hàng mẹ là Agribank, hàng năm vẫn tăng trưởng tín dụng rất là tốt. Thì cái việc ABI tăng trưởng được cũng rất bền vững, rất bền vững. Đến khi nó vẫn là con của Agribank. Thì như vậy, với cái phương pháp PE thì nó cũng rất phù hợp với những doanh nghiệp như thế. Thì chúng tôi định giá dựa trên phương pháp PE, thì chúng tôi đưa ra cái PE tương đối thận trọng đối với ABI là khoảng
7.3 đến 7.5 lần thôi, thì cổ phiếu này tương ứng với giá xứng đáng là 47.100 đồng một cổ phiếu. Thứ hai là tôi định giá theo phương pháp PB, thì dựa vào cái hiệu quả kinh doanh vượt trội của mình, đó là cái ROE cao gấp 3 lần so với đối thủ, tỷ lệ trả cổ tức cao, tăng trưởng tốt, thì chúng tôi cho rằng PB của ABI hoàn toàn xứng đáng với mức 1.5 này, thì tương ứng với đó giá là 42.300 đồng. Tiếp theo, đó là chúng tôi còn áp dụng thêm một phương pháp, đó là chiết khấu dòng tiền DCF. Thì cụ thể ở đây trong DCF thì chúng tôi lại sử dụng hai phương pháp. Một là chiết khấu dòng cổ tức, nó có khác dòng tiền một chút nhưng mà đó cũng nó chúng tôi cho là tương đồng. Thứ hai là chúng tôi chiết khấu dòng tiền tự do. Thì dựa vào hai phương pháp này thì chúng tôi ra được trong cái phương pháp chiết khấu dòng tiền, đó là giá khoảng 50.700 đồng một cổ phiếu. Thì trên cả ba phương pháp này thì phương pháp nào thì cũng cao hơn so với giá thị trường là 28.000 đồng, tức là cao hơn gấp 1.5 lần đến 1.8 lần so với giá đang giao dịch ở trên thị trường. Vậy thì ABI có những cái rủi ro gì không khi định giá hấp dẫn như trên? Thì có 4 cái rủi ro như sau. Thứ nhất là ABI phụ thuộc gần như 100% vào ngân hàng mẹ Agribank. Thế do đó là cũng có, nếu mà có chút rủi ro, nếu mà ABI bị Agribank bán thoái vốn ra. Nhưng chúng tôi cho rằng cái điều này có thể xảy ra nhưng xác suất nó khá thấp. Và nếu bán thì cũng phải có các cái hợp đồng ràng buộc giữa hai bên thì người mua họ mới sẵn sàng nhận chuyển nhượng ABI, chứ không đơn giản là họ cứ thế nhận một cái xác không đâu ạ. Rủi ro thứ hai đó là rủi ro lãi suất. Gần đây thì lãi suất đang giảm, thì đây là cũng là một rủi ro đối với ABI có thể giảm lợi nhuận. Bởi vì sao? ABI là một doanh nghiệp bảo hiểm. Hơn nữa công ty này đầu tư vô cùng an toàn. Họ gửi cả hơn 2.000 tỷ tiền mặt vào ngân hàng mẹ Agribank để nhận lãi. Quý vị cũng đừng nghĩ rằng là việc gửi ngân hàng đó là lãng phí vốn đâu ạ. Bởi vì sao? Agribank bắt buộc phải để lại tiền để có thể sẵn sàng bồi thường theo các cái quy định của nhà nước. Chính vì thế công ty này đầu tư vào gửi lãi suất ngân hàng, tuy nó không được cao nhưng nó vô cùng an toàn và chắc chắn. Thực tế cho thấy rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn, họ nghĩ rằng đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao hơn, nhưng do có thể là chuyên môn chưa đủ, thị trường không phù hợp, thế do đó các cái doanh nghiệp đầu tư vào cổ phiếu nhiều, tôi thấy toàn lỗ thôi, hoặc lợi nhuận cực kỳ thấp, thấp hơn gửi ngân hàng rất nhiều. Thì ABI gửi ở Agribank hơn 2.000 tỷ đồng, thì với việc lãi suất từ đầu năm nay giảm khoảng 1%, chúng tôi giả định là cả năm trung bình giảm 1% đi, thì công ty có thể mất 20 tỷ lợi nhuận từ hoạt động tài chính, thế do đó là nó cũng bị ảnh hưởng. Tuy vậy chúng tôi cho rằng với mức lãi suất như thế này rất khó có thể giảm sâu hơn nữa. Tất nhiên có thể giảm lên một chút nhưng rất khó để giảm sâu. Bởi vậy cho nên nó cũng chỉ tác động đâu đó khoảng 20 tỷ lợi nhuận tài chính đối với ABI mà thôi. Nếu trừ thuế thì nó tác động còn thấp hơn. Và chính vì cái điểm chung này, trong tương lai nếu lãi suất tăng thì ABI lại được hưởng lợi. Và cái rủi ro thứ ba đối với ABI thì chúng tôi cho rằng ABI trích quỹ phúc lợi khen thưởng cũng hơi cao. Họ trích khoảng độ 25-30%, trung bình khoảng 27% lợi nhuận sau thuế. Thế do đó là trong cái mô hình dòng tiền các thứ thì chúng ta tính toán chúng ta phải trừ đi cái phần phúc lợi khen thưởng. Bởi vì phần này là cho cán bộ công nhân viên chứ không phải là lợi nhuận sau thuế của cổ đông chúng ta. Thì tuy là nó hơi cao nhưng chúng tôi cũng rất đồng cảm với ABI. Bởi lẽ thì đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thì nhân sự của họ rất nhiều. Và họ cũng hoàn toàn xứng đáng được thưởng 3 tháng lương. Nếu mà họ hoạt động tốt hàng năm cứ tăng trưởng 20-30% như này thì cổ đông cũng nên chia sẻ lợi ích đối với công ty. Và chính vì thế cho nên chúng ta hãy tính toán định giá cổ phiếu AB này chỉ dựa trên cái lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ mà thôi. Thì nó khoảng độ 73% tổng lợi nhuận sau thuế. Ví dụ như là năm vừa rồi lợi nhuận 242 tỷ thì chúng ta chỉ định giá trên lợi nhuận khoảng 180 tỷ mà thôi, 170-180 tỷ mà thôi, đúng không ạ? Đó. Và cái rủi ro thứ tư mà tôi muốn nói đến ở đây, đó là thanh khoản của ABI tương đối thấp. Trung bình mỗi ngày đâu đó chỉ khoảng độ 30.000 cổ phiếu một phiên. Đó. Và
vì nó thấp, vì nó niêm yết ở upcom nữa. Thì do đó là mọi thứ thì nó cũng chưa thể minh bạch hoàn toàn như ở trên HOSE. Đó, thanh khoản thì nó lại hơi yếu. Thế cho nên đây là những cái lưu ý. Nếu quý vị và các bạn đầu tư lớn thì chúng tôi cho rằng nên chỉ phân bổ một phần nhỏ vào ABI mà thôi, nếu quý vị yêu thích ABI. Tiếp theo, tôi đưa ra những cái kết luận và khuyến nghị đối với cái cổ phiếu ABI này. Thì ABI chúng tôi cho rằng đây là một cổ phiếu rất hiếm hoi trên cả ba sàn, đáp ứng cái tiêu chí triple pay của AZFIN Việt Nam đưa ra. Thì bao gồm, một đó là tăng trưởng tốt, hai là trả cổ tức tương đối cao bằng tiền mặt, thứ ba là định giá hấp dẫn. Và cái yếu tố thứ hai quý vị cần chú ý là ABI cũng có những cái rủi ro nhất định. Thì do đó chúng ta phải xem xét rất kỹ những rủi ro. Chúng ta cảm thấy rằng mình không thích hoặc không muốn những cái rủi ro nào thì chúng ta có thể thôi không quan tâm đến cổ phiếu này. Còn nếu những chúng ta chấp nhận được những cái rủi ro trên thì chúng ta có quyền tham gia. Và tiếp theo, cổ phiếu ABI phù hợp với những nhà đầu tư có những cái tính chất như sau. Thứ nhất là phải đầu tư rất dài hạn. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này lướt sóng hay là ngắn hạn cả. Tiếp theo, thứ hai là theo trường phái tăng trưởng và giá trị thì nên đầu tư cổ phiếu này. Thứ ba là quy mô đầu tư của quý vị và các bạn tương đối nhỏ thì quý vị và các bạn có thể tham gia đầu tư này. Đấy là những cái kết luận và khuyến nghị của chúng tôi. Và tôi cũng xin trao đổi lại với quý vị, trong cái chuỗi series phân tích báo cáo tài chính hoặc định giá 69 doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn thì vẫn còn rất là nhiều các cổ phiếu hấp dẫn đón chờ quý vị ở phía trước. Do đó hãy subscribe và theo dõi kênh của chúng tôi để hàng tuần nhận được những cái bản đánh giá, rồi là định giá, rồi phân tích báo cáo tài chính những cái doanh nghiệp tuyệt vời. Và quý vị và các bạn có thể theo dõi lại cái clip về định giá cổ phiếu PPC và định giá cổ phiếu FPT ở phía dưới mô tả của cái clip này. Thì nhân tiện thì tôi cũng trao đổi luôn, quý vị và các bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, muốn phân tích định giá được cổ phiếu và chọn được những cái điểm mua để dài hạn có thể mang lại lợi nhuận nhiều lần, thì quý vị có thể tham gia tham khảo các cái lớp về phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu của AZFIN Việt Nam, thiên về phân tích báo cáo tài chính độc nhất chỉ có ở AZFIN, mang tính nghệ thuật rồi, và phân tích báo cáo thường niên. Bên cạnh đó thì có một cái khóa dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn lớn và những nhà đầu tư lớn có kinh nghiệm, đó là phân tích và định giá cổ phiếu chuyên sâu. Thì AZFIN chúng tôi cũng tổ chức khá là thường xuyên, thì quý vị có thể vào trang web của AZFIN Việt Nam để có thể theo dõi, hoặc là fanpage của AZFIN Việt Nam để theo dõi. Thì trên đây là những định giá của tôi về cổ phiếu ABI. Chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích và thành công trong việc đầu tư cổ phiếu của mình. Nếu quý vị và các bạn có những đề xuất đặc biệt về định giá, về phân tích cổ phiếu nào thì hãy comment phía dưới để chúng tôi lựa chọn xem những cổ phiếu nào được nhiều quý vị bình chọn nhất, thì chúng tôi sẽ định giá để quý vị và các bạn có được cái góc nhìn một cách khách quan và chuẩn xác nhất về những cổ phiếu đó. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip thứ tư trong chuỗi 69 clip phân tích báo cáo tài chính hoặc định giá cổ phiếu. Xin chào và hẹn gặp lại.